trưởng. Chắn mấy lần báo hai lần ha. Hả? Chịu không? Ừ. Trên sao cắt cho nó ngắn lại hả? Ừ, kêu chú cắt cho ngắn lại. Trên hả? Hôm qua nó đứng sững lên ở nhà tóc con cái dài dài. Hôm qua dài dài vuốt treo còn bị đứng. Ngắn quá thì nó giống như spiky, giống đầu đinh đó. Thôi đừng ngắn quá. Ngắn hai bên thôi, giữa dài dài. Đang lớn đừng có vậy là nó mềm lại à. Tóc đứng quá. Tóc đứng mà tóc nó dày nữa. Chắc cần có người mua chưa tao? Đây nè. Hả? Cho nó nè. Chưa đâu, chưa bán được đâu. Kêu cao quá mà tới 439.000 lần. Nó lên giá đó, bữa hổm có 399 thôi. Giờ lên 40.000 nữa. Ai mua trời. Vậy mày nói. Nhỏ xíu à, bự đâu. Giờ lên giá 40.000 nữa. Giờ người ta đang không có tiền mua nhà, nhà bỏ tùm lum hết trơn. Chạy vòng vòng tới nhà cắt xong rồi thì đóng cửa đó, ai mua đâu. Nhà giá nhà đang xuống rồi. Ủa mình thấy nó đổ xi măng thấy nhà nhỏ ha. Cắt lên nhìn cũng bự. Chưa nó để gạch lên nhìn hoành tráng nữa. Nó có cái nóc nhìn thấy nó bự chứ. Không trần cao lắm. Vô vô trong rồi bữa trần cao. Chưa đâu còn lớp la phong nữa mà. Đâu nhưng mà ở trần nó làm cao. Lớp la phong nó la phân nó xuống này là nó gắn máy lạnh á. Đâu nhưng mà tại vì cái tầng ngay giữa phòng khách ngay giữa nó làm trần cao lắm. Như cái chỗ bước vô nhà. Nhà này xây kiểu kiểu giống nhà ông Phương á. Phương với anh Đi á. Anh nó nhỏ hơn phải không? Nhỏ hơn, nhà của anh Đi tới 2.4 rồi. 2.4 square feet, nhà này có 2.000 lẻ mấy. Ngắn quá. Ừ. Nhà anh Đi phòng bự bự mà. Căn này vậy là kêu bằng 4 mặt tiền luôn hả? Chỗ nào cũng nhìn được hết. Đâu có đụng vách nhà này gì đâu. Sau này giờ hai căn dựng hai cái dựng cây hàng cào lên là được rồi. Hy vọng gặp hàng xóm dễ chịu ha. Gặp mấy hàng xóm cà chớn cho party đâu mình đâu được. Nhưng mà sao nhà mình bự, mình đâu không nhiều. Sân này mà nhét đậu cũng được tao nói hai chiếc đây chiếc hai chiếc nữa là 4 chiếc đâu cha đâu đậu có dãy hàng gạo ngoài kia đó đó là tự do mà nổi sân này không đậu gần 9 chiếc á dân ăn nhậu nó cũng chèm chui vô đây nó đậu đâu không nhậu lá hết ra lá hết ra được đậu xa xa không. Rồi bản số anh chưa đổi bản số này nữa hả? Bản số thắt xịt hay vậy? Ừ. Lâu rồi. Chơi số đẹp luôn hả? 7 7 9 3 9 7 9 hả? Số gánh hả? Thần tài gì đó, số đó là số thần tài gì đó mà. 3 9 7 9. Em cũng thích chơi số 9 nè. Nhưng mà chiếc xe máy này không cần. Số đẹp luôn. Số này anh nói số gì qua này? Ừ? Số bản số xe anh á. À, số máy qua này. Ý nghĩa? Nó là Lộc Phát. Lộc Phát hả? Ừ. Phát tiền vô à. Số đẹp, nó gửi về đúng số mình muốn luôn, khỏi đổi. Một số xe 1 năm 100 á. Số nào? Số đó đó, 3 số 9 á. 500 á.
Vẫn số xe đó ủng hộ cho K9 mà, K9 support mà, cho cảnh sát à. Mới đi cảnh sát ít thỏi lắm. Thấy thấy bản số K9 ít thỏi lắm. Tại mấy bản số này tiền mà mình đóng á, nó quy vô cho cảnh sát. Cảnh sát mà cảnh sát có chó support cho K9 á. Thằng mà đậu trước chở cái chibi hả? Không, mấy thằng đó là mấy thằng ấy thôi, đâu phải cảnh sát. Mấy nó thuộc về giống như security thôi, chứ nó đâu phải cảnh sát đâu. Cái này là nó thông thường là mấy cái vụ mà Ma túy đó. ma túy Ừ. này kia nọ rồi cốt cho băng là nó về Đúng thông thường rồi, nó nó phải đậu dựa chỗ tới chó K9. theo cái Ừ. này không? Đúng rồi. Nhưng mà hàng ngày tụi nó vẫn chạy, vẫn đi bắt mấy xe mà. Nhưng mà có chó sao? Chó khôn lắm à. Chó đó mà mấy thằng cóp mà tấn công cảnh sát là nó tấn công luôn á, khỏi cần cảnh sát nó kêu. Nó thấy cầm vũ khí là quất liền à. Hồi xưa có nhỏ khách á, nó là K9 á, nó dẫn chó lại cho mình coi á. Nó nói tao dẫn lại cho mày coi nhưng mà mày đừng cầm gì trên tay nha. Nó mình không được cầm gì trên tay nó. Bảo vệ chủ Ờ, mà cầm trên tay là nó nhìn á, mà mình lại thôi là nó đã nhìn mình suốt luôn, không rời mắt luôn. Mà mình có huấn luyện là kể như là có một người vệ sĩ bảo vệ mà phải tốn tiền. mát bảo hết ngoài mát ha. À, mát hơn hết trong tiệm luôn. À, Được tắm gọi đầu á, mình phải gọi đầu lắm. Rồi lần mà đi Houston nhớ bắt đầu vô phải tiệm chịu hết cái được đó. gọi đầu. Rồi lát ra đó kìa, cúm đầu xuống chú gọi cho. Xịt nước gọi. Đứng Đó. tắm. Đứng đó Con tắm đứng luôn. chú lấy nước chú xịt con. À, Xà chịu bông, bà lấy xà bông hả? không? Xà bông rồi xà Xà bông bông như rửa conditioner. xe Xà Đó. Xà bông bông như conditioner. rồi vô trong gọi đi qua qua Thôi qua đi bên con phòng tắm bò của vô ba rồi. trong tắm đi. Phòng tắm của ba tắm. Tắm mà đi chơi thôi. Tôi chở ra biển này nhảy xuống biển hồi nó cũng sạch thôi. Lại con. Ừ. Cái Đó bye. phải khỏi gác nhà. Bay ngoài kia bởi mới đóng cửa ra là không thôi bay vô mấy máy vậy. Này còn ai Mất đặt máy với công anh đấy không trời? ừ? Có anh mấy ngày đâu có bận quá đâu gáp đâu. Cái ông bắt nợ em ở đâu? Anh Thành đó hả? Ủa, anh Thành là hai anh em quen nhau mười mấy năm nay ở bên kia rồi. Nhưng mà ông qua đây nè, ông ở đâu? Ở trên đường Holly với Westfield á, Cũng sát đây hả? gần Đi đây chút mà. xíu À, à? còn ông kia nữa, ông kia cũng thân lắm, ba anh em hồi xưa ở chung phát mình đi làm thuê á, ba anh em ở chung với nhau. À, lúc đó em mới qua Mỹ, là hai ảnh là dân Cali xuyên bang qua, xong rồi chủ mướn phát mình cho ở đó để đưa em vô ở chung, anh em quen nhau 15 năm rồi đó. Còn ông kia nữa, ông kia cũng thân lắm, ông kia nữa vài bữa qua chơi nè, Muốn qua luôn. còn dưỡng con cái bển, con cái nó đang đi học đại học bên kia, đợi nó học xong rồi mới đi được. Không muốn đi lắm. Bển đâu còn ai đâu, đâu còn ai chơi đâu, muốn qua lắm rồi. Quanh đây kiếm chỗ nào mở thêm cái tiệm lớn lớn nghe nữa. Mở rồi được rồi, mở xong cái không có còn thời gian chơi. Mở xong là bắt đầu bận hơn nữa. Kiếm người quản lý tin cậy giao được rồi giống như anh Văn đó, ông mở tiệm ông đâu có cần đi lên trển nào cho người quản lý không Mà kiếm được người tin cũng khó rồi nè. ngồi bấm máy coi không cũng ok rồi Thì bây giờ là máy móc chơi mà. ngày tháng nào cũng tiền
đây là đường nhỏ. Sư huynh văn mình tới ngày đi chơi con ạ. À. Khu này cũng đâu có gì để ông chơi lên trời. Chơi cá độ đá banh nè, football nè. Ừ. Chạy nè, mà thắng. Thẳng cái đường ngon. Ngồi thẳng không? Ngủ không? Cái gì nữa? Mắt đơ. Mắt đơ hết trơn con. Bộ đó đúng không? Ngủ lắm bộ. Mắt mới lên đặt làm bộ nữa. Bữa nay đi ngủ sớm, mai đi học đó không? Mai trụ trường rồi đó. Năm nay phải gắng học 100 điểm không nha. Ok. 100 điểm không mua cho một thùng Pokemon. Phải 100 điểm không kìa. Ok. No, không có O. O 100 luôn. Mấy đường thùng chứ. Yeah. You can do it. Yes. No, I can. I failed in third grade. I might fail again. No. Just yourself. 90, 96 điểm trở lên là được rồi phải không? Con phải tin con chứ. Con không tin con gì. Con học giỏi mà, con làm toán giỏi mà. Con đọc cũng giỏi mà. Science của con cũng giỏi mà. Con can do it. No, you can do it. I'm never gonna get all 100. You can do it. No, I can't. Can thì khỏi có Pokemon box. Yeah. Đâu ba ơi. Được hết. I might fail on like third grade. Or second grade. Second grade con failed. Fail. Fail lên cho nó. No one does that. Like no one. Trời ra sao luôn nè. Nè ốm phải không? Ốm lại phải không? Ừ. Cái đầu thấy hót ra vô dữ vậy con. Phải ốm mới được chứ. Đi học ốm lại rồi. Không làm được thì thôi. Coi như ba chưa nói. 98 điểm được rồi, 98 tới 100. Còn bao đây? Chịu không? Không, 98 thì 100 không có trả giá. 97 là đâu có ghế đâu. 98 tới 100. Đâu có cho nó học thêm bằng gì đó hả? Đó. Không. Cũng vậy thôi. Toán giỏi rồi. Toán giờ nó nhân tới hàng ngàn luôn á. Toán giỏi rồi. Hàng năm sau, năm nữa là bắt đầu 2 năm nó lên cấp 2 rồi hả? Ừ. Là có đó bắt đầu đổi tiếng à, sải chân lên rồi đó, uống ghệ rồi đó, tuổi đó. Đây đăng ký cho nó học uống gỗ chứ, làm xanh bên đây uống gỗ cho nó. Có mấy cái trường tuyển đá banh này đó, có mấy chỗ á. Mấy thằng quỷ dạy bậy bạ không, bữa hổm đăng ký cho nó vô cái thằng iSport á, ơi nó có vô nó dạy, nó có dạy đâu. Vô nó bỏ cho cả đám cầm banh luyện nhau. Vô con người ta chưa biết gì hết. Vô cho tham gia nguyên đội chơi luôn. Dạng nó cho coi nữa coi nó khả năng như thế nào. Không, không phải. Không, nó cho vô tham gia thi đấu nguyên đội. Biết mẹ đâu đây. Ngày đầu tiên luôn nữa chứ. Thôi thấy nó khổ. Nhiều khi mình nghĩ là nó cho coi cái thằng này nó có năng khiếu cả nào. Dạ, lúc đầu em cũng tưởng vậy á, nhưng không phải. Năm trước cái nào là bắt đầu chỉ dạy đá chỗ tiếng nào nó good hơn á mẹ. Chứ thằng nào cũng muốn đá tiền đạo mà đá có được đâu. Không có ai chịu đá hậu vệ đâu mà. Đi nè, nó đâu nó sủa vậy bạn. Đi nè. Tiền đạo hậu vệ.
trơn gì? Không, cắt trơn nhỉ? Muốn cắt trơn không? Cắt đi. Cắt chứ. Cắt cho nó nhỏ ngắn lại chứ. Chưa. À, im con đừng có nhúc. Đừng nhúc nhích, con nhúc nhích là nó xấu lắm. Nó cạo hết đầu luôn. Nhúc nhích là xấu lắm. Chai đó. Ừ. Cô giáo con trên nhiều quá nè. Chơi thường không Tần? Không. Em đây em ít đi lắm. Thỉnh thoảng mấy nhà tụi nó có tiệc gì lớn lớn á thì nó mời mình đi. Đâu có nhậu thường đâu. Đi cũng uống hoài cũng là biến mồ. Tụi nó uống rượu không à. Em không chơi rượu, bia thì ok. Ở nhà anh đi cũng vậy, chơi rượu không, không à. Anh đi phải uống rượu không. Không mà tại tụi nó uống rượu quen rồi nữa. Mình thì mình uống bia quen. Bia tụi nó uống bị no á. Uống quen no. Cái ngày nào cũng uống, tình nào cũng quất 2-3 ngày hết trơn sao mà bia thấm nổi. Chỉ rượu thôi. Mình thấy uống Hennessy là chạy mất dép. Sáng chạy bị cán cái đình chạy là trước tiệm em á, nó chú nói giá nó không chịu giá. Nó ủa sao có giá. À, nó rồi giá đâu lấy tiền đâu. Bởi vì nó kèo này nó đâu chịu giá đâu. Rồi sao? Chạy đi chỗ khác. Chạy là chỗ đó mắc mưa cho nó hồi. Sao nó không giá? Sao em vô là nó giá chứ? Giá. Chắc nó kêu nó cũng nói thằng cái thằng là làm giấy tờ ấy, nó cũng không có nói giá hay là thay nó đấy. Phải chờ 2 tiếng rưỡi nó chờ ơi, cũng xe tao chụp lép nên chờ 2 tiếng rưỡi nè. Đâu tại nó bận quá, tụi nó đông quá. Đông lắm. Ừ. Tụi nó lúc nào cũng đông mà. Em lũng làm quất tại chỗ luôn, khỏi đem ra cho nó luôn. Có cái đồ giá. Ừ. Có đồ giá với cái máy bơm trong xe. Cái ghim đó hả? Ừ. Mà đi giá thằng kia nó giá trong không rồi, giờ nó xì xì tim kìa. Trời đất. Ủa, sao giá trong? Cái đó phải lụi á, giá lụi á. Ừ, đi giá cái chỗ tụi mễ nè. Kìa. Ở ngoài không thấy nó giá, bây giờ mình xịt xịt nước cho nó lên tim, lên tim á. Đồ về là phải đi giá lại rồi đó. Mua đồ gì đâu lụi vô luôn để chạy 2-3 ngày xếp tới đó. Nó bữa hổm bánh này nè, đi tới Walmart. Quất một phải xì tại chỗ luôn. Đình xì đình luôn, ừ. Thấy quất cái đinh ba. Rút cái đinh ra lụi vô. Vô bữa đó keo để trong xe nó khô hết rồi. Lâu quá không xài, vô Walmart đinh hộp rồi luôn. Lụi tại chỗ. Chắc lắm á. Tụi nó giá là giá trong không à, chứ ngoài nó đâu. Ngô cái thằng ngang tiệm thì giá ngoài á. Ngang đấy tiệm à? Nó lụi á. Ừ, ngang tiệm nó lụi. Thằng kia thì anh thấy cái nó giá trong ngoài không thấy gì chứ. Trời ơi. Rồi giá trong đâu được, giá trong chạy nóng chạy à. Thì mình xịt nước vô nó lên tim nó chết mẹ. Cái đây nè con. Cái đây. Cái đây Phúc, cái miếng. Cái nè. Cái đây nè, nghỉ cắt rồi, cắt xong rồi không? Mang dép vô. Mang dép con vô đây. Con dép vào. Nhép trong nhà hả? Biết nghe hết rồi mà chưa nói chuyện. Kìa sách chép rồi. Ừ giỏi. Đem vô cho mẹ mang. Đem vô cho mẹ mang. Đưa mẹ mang á. Thấy tiệt trời lắm hả? Ừ.
chơi ra chơi liền. Khi bữa nay nằm rồi. Tắm về mới lạnh, ưa có bị nóng lạnh nè. Nóng lạnh nè, ối. Qua đi chùa đó, ăn phở xong không tiêu hay sao á. Về sáng ổ ra phở không? Ăn phở trong chùa hả? Ừ. Con trai. À, lễ Vu Lan đó. Con trai. Vu Lan báo hiếu. Đi đâu á Phong? Hả? À. Có hết tóc nữa không? Tóc đẹp đâu? Có tóc đẹp đâu? Mới cắt xong mà. Tóc đẹp đâu? Đâu chỉ tóc đâu? Tóc đẹp của Phúc đâu? Tóc đẹp Phúc đâu? À, tóc đẹp á hả? Tóc đẹp Phúc quá hả? Hai anh ú anh kia ốm hả? Cộng này sao nó cứ đứng no, muốn xịt nước. Ông mới tắm rồi đó nha bồi ơi. Xịt nước nè, lại đây. Cảm ơn, dám lại đây không? Đâu á? Đi đâu vậy? Thôi. Sao bà không gửi cái Christmas đó đi rồi? Like hả? Cái thang ở nhà nó ngắn quá, bà leo rồi không tới nó. Ngắm này kiểu gì? Rồi vô con cái kiểu này nè. Trời đâu ngu cặp. Đừng nói nhúng nhích nha. Cái kiểu này chỉ dắt này nè. Giá này xuống này là sao luôn. Từ chỗ đó luôn. Thử gì nè, lên đây xuống đây rồi ra sao. Tại vì đông mua ra sao. Làm cho nó đẹp. Một sọc, em nghĩ sọc tròn đi. Hả? Tròn. Rồi sao? Đừng chơi dây. Dài ra luôn hả? Ừ. Đông mua con. Đừng nhúng nhích nha. Đây ha. Rồi nó đi đây nè. Ngắn ngắn thôi. Tới đây rồi. Đừng nhúng nhích. Bảo. Cái này nó bự lắm á. À, cái này chú cắt tóc rồi. Xong nhúng nhích cái nó cắt cái tóc rồi. Cái này nó bự ra. Rồi cái đó hả. Ừ. Mỏng tóc bớt dày quá nực đó. Nó tóc đụng đầu nó phê hơn nhiều.